Trong chúng ta, bất kỳ ai cũng có những quan niệm sai lầm mà bản thân vẫn tưởng là thật. Điều đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng theo mình đó là do bạn chưa tìm hiểu kỹ về vấn đề đó. Và chúng ta không thể biết hết được mọi thứ, thế nên quan niệm sai lầm này là điều mà ai cũng có. Trong video này, bọn mình sẽ không đưa ra toàn bộ nội dung bài viết. Nếu các bạn muốn đọc bài viết theo một cách hoàn chỉnh nhất, thì bọn mình có để phần link ở phía bên dưới. Thôi, không rông dài nữa, bắt đầu thôi nào. 1. Cá vàng chỉ nhớ được 3 giây. Não cá vàng là thuật ngữ hay được dùng để gọi những người đãng trí, hay quên, nói trước quên sau. Điều này xuất phát từ một niềm tin phổ biến cho rằng trí nhớ của cá vàng chỉ tồn tại trong vòng 3 giây và mỗi vòng nó bơi quanh bể cá giống như một lần nó nhìn thấy thế giới lần đầu tiên. Tuy nhiên, đây chỉ là một nhận định sai lầm. Ngoài cá vàng, nhiều người cho rằng các loài cá khác cũng có trí nhớ kém và hay quên. Nguyên nhân đó có thể là do ảnh hưởng của một số bộ phim hoạt hình cho trẻ em như là Đi tìm Nemo của hãng Disney với nhân vật chính là chú cá đãng trí Dory. Cá vàng có tên khoa học là Carassius aratus thuộc họ cá chép Cyprinidae. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy cá vàng có khả năng ghi nhớ và học tập, thậm chí chúng còn thông minh hơn cả cá hồi. Mức độ thông minh của cá vàng không hề thua kém chim và nhiều động vật có vú khác. Những loài họ cá chép ít nhất cũng thông minh ngang bằng chuột. Một số loài cá như cá tuế, cá gai và cá bảy màu có thể học cách thoát khỏi mê cung, nhận ra những con cá khác và ghi nhớ đối thủ cạnh tranh. Các nhà khoa học đã cung cấp bằng chứng cho thấy cá có thể nhớ mọi thứ trong 4 hoặc là 5 tháng. Trong một ví dụ về trí nhớ có điều kiện, nhóm nghiên cứu đã phát ra âm thanh qua loa dưới nước và trao cho cá phần thưởng thức ăn khi nó được phát. Những con cá được huấn luyện theo cách này trong khoảng thời gian 1 tháng và cuối cùng sẽ rúc rích xung quanh chiếc loa đang chờ một bữa ăn bất cứ khi nào âm thanh được phát ra. Sau một tháng huấn luyện trong một cái lồng trong trại cá, con cá được thả ra biển khơi và khi phát âm thanh vào đại dương, ta thấy những con cá bơi ngược về phía loa chờ bữa ăn của chúng. Cá vàng có thể nhớ được nỗi đau. Họ đã cho cá những cú sốc điện nhỏ khi chúng bơi vào một phần của bể và thấy rằng cá có khả năng ghi nhớ chúng và tránh chúng trong ít nhất 24 giờ. Cá hồi phản ứng tương tự với các cú sốc nhưng đi lạc vào khu vực đó thường xuyên hơn rất nhiều so với cá vàng. 2. Ngồi gần TV sẽ làm cho thị lực kém hơn. Trẻ em thường ngồi sát màn hình khi xem TV, người lớn thường bảo rằng chúng nên ngồi xa ra nếu không sẽ hại mắt, hại sức khỏe. Gần như ai cũng cho rằng điều đó là đúng, ngồi gần TV quá vừa hại mắt lại vừa có thể bị nhiễm phóng xạ phát ra từ TV. Thực tế, việc ngồi quá sát về TV không gây ra bất kỳ vấn đề sức khỏe nào cho con người. Lầm tưởng này quá phổ biến vì vào những năm 1960, General Electric đã bán ra một số TV phát ra lượng phóng xạ quá lớn, gấp 100.000 lần so với các quan chức y tế liên bang coi là an toàn. Duy trì việc xem gần màn hình TV, hoặc nếu không thì cũng sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho đôi mắt của bạn. Tuy nhiên, nếu ngồi xem TV nhiều như vậy, chắc chắn có thể gây mỏi mắt và mệt mỏi, đặc biệt với những người ngồi rất gần hoặc xem từ các góc lạ. Nhưng có một vấn đề dễ dàng để giảm mỏi mắt, đó là tắt TV và đi nghỉ ngơi. Với một giấc ngủ ngon, đôi mắt mệt mỏi sẽ nhanh chóng trở lại bình thường. Tất nhiên, việc trẻ em xem quá nhiều TV có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe một cách gián tiếp. Trẻ em thường xuyên xem TV hơn 4 giờ mỗi ngày có khả năng bị thừa cân. Điều này có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe sau này. Ngoài ra, những đứa trẻ xem TV nhiều có khả năng sao chép hành vi xấu mà chúng thấy trên màn ảnh và có xu hướng sợ hãi rằng thế giới thật đáng sợ. Mặc dù có thể không thể tránh được việc con xem TV, nhưng điều đó quan trọng là sự điều độ, hạn chế cho trẻ em tiếp xúc với TV dưới mọi hình thức và theo dõi những gì chúng được phép xem. 3. Nước dẫn điện. Không, nước tinh khiết không hề dẫn điện, nó là một chất dẫn điện kém. Tuy nhiên, nước chứa các ion tích điện và tạp chất làm cho nó trở thành một chất dẫn điện rất tốt. Trong nước cất, không có tạp chất và do đó không có ion, chỉ có các phân tử trung tính và các phân tử trung tính này thiếu điện tích. Vì lý do đó, nước cất không thể dẫn điện. Vậy tại vì sao nước bình thường lại là một chất dẫn điện tốt? Trong nước máy, nước mưa và nước biển có vô số các tạp chất, chẳng hạn như là các ion natri Na+, canxi Ca2+ và magie Mg2+. Bởi vì những thứ này tích được điện, khi chúng có trong nước, điện có thể chạy qua chất lỏng. Tuy nhiên, vì nước mà chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày chắc chắn có tạp chất, tốt nhất nên để các thiết bị điện tránh xa chúng. Thứ tư, kháng sinh diệt virus. Nếu bạn bị bệnh do virus, bạn nên nghỉ ngơi,
uống nhiều nước và điều trị các triệu chứng như là ho, sốt, nhức đầu với liều thuốc giảm đau và giảm đau tích hợp như acetaminophen hoặc là ibuprofen hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nếu bạn được chuẩn đoán mắc các bệnh do virus như là ho, cảm lạnh hoặc đau họng và các triệu chứng của bạn trở nên tồi tệ hơn hoặc không rõ ràng trong 10 ngày, hãy nhớ liên hệ với bác sĩ. Virus có cấu trúc khác với vi khuẩn. Virus sống và nhân lên trong tế bào con người. Vì chúng không thể sống bên ngoài môi trường này, virus chèn vật liệu di truyền của chúng vào DNA của tế bào người để sinh sản. Thuốc kháng sinh không thể tiêu diệt virus, vì vi khuẩn và virus có cơ chế và máy móc khác nhau để tồn tại và nhân lên. Tuy nhiên, vaccine đặc hiệu cho virus, vaccine kích thích hệ thống miễn dịch của chính bạn để tạo ra các kháng thể, sau đó có thể nhận ra virus để vô hiệu hóa nó trước khi nó có thể gây bệnh. Cách tốt nhất để giúp ngăn ngừa bệnh cúm, bệnh zona và thủy đậu là bằng vaccine. Thuốc kháng sinh chỉ có thể chống lại vi khuẩn, giết hoặc ngăn cản chúng sinh sản mà thôi. 5. Nửa bên phải của não bạn điều khiển sự sáng tạo, trong khi nửa bên trái điều khiển sự logic. Quan niệm này bắt nguồn từ ý tưởng phổ biến rằng tính cách nổi trội của bạn có liên quan đến bên mà bộ não của bạn có quyền kiểm soát nhiều hơn. Giả sử những người có não trái thì logic hơn, trong khi những người có não phải thì sáng tạo hơn. Đúng là mỗi bán cầu não điều khiển các cơ quan chức năng khác nhau, nhưng thực tế điều này không liên quan đến tính cách. Quan niệm sai lệch của những người có não trái so với não phải bắt nguồn từ khoa học và đã trở thành hư cấu theo thời gian. Vậy điều gì thực sự xảy ra ở mỗi bên não? Đó không phải là tất cả tưởng tượng. Một số khu vực của não quản lý các chức năng cụ thể, chẳng hạn như chuyển động và thị giác. Ví dụ, bên trái não của bạn điều khiển cánh tay và chân phải của bạn. Ngoài ra, nghiên cứu giành giải thưởng Nobel của Roger Sperry đã chứng minh vào những năm 1960 rằng mỗi bán cầu não chuyên về một số nhiệm vụ nhất định bằng cách nghiên cứu các bệnh nhân động kinh đã trải qua một thủ tục phân tách bán cầu não trái và phải. Sperry xác nhận bên não trái xử lý các nhiệm vụ phân tích và bằng lời nói, trong khi nửa bên phải đảm nhiệm các chức vụ liên quan đến nhận thức không gian và đóng góp vào bối cảnh cảm xúc ngôn ngữ. Tuy nhiên, những sự phân biệt này có thể gây hạn chế tiềm năng của bạn. Đúng, một số người đặc biệt logic hoặc sáng tạo, nhưng điều đó không có nghĩa là một bên não của họ chiếm ưu thế nhiều hơn so với bên kia. Nhiều nhiệm vụ logic đòi hỏi sự sáng tạo và các công việc sáng tạo thường bắt nguồn từ logic. Suy nghĩ về bộ não và tính cách của mọi người trong khuôn khổ gây chia rẽ như vậy là sai lầm và hạn chế. Nên biết những gì bạn giỏi và để cho toàn não bộ của bạn làm việc. 6. Con người tiến hóa từ vượn. Từ khi Darwin xuất bản quyển sách về thuyết tiến hóa dựa trên nền tảng thuyết chọn lọc tự nhiên vào năm 1959, những bí ẩn và những lý giải sai lầm nhiều khi phá hỏng ý tưởng của ông. Ví dụ như, nhiều người vẫn cho rằng tiến hóa không phải là một học thuyết khoa học đúng đắn bởi vì nó không thể đem ra thử nghiệm. Điều này dĩ nhiên là không chính xác. Các nhà khoa học đã thành công trong rất nhiều các thử nghiệm ủng hộ cho học thuyết này. Cùng với đó là rất nhiều bằng chứng hóa thạch đã trả lời cho nhiều câu hỏi quan trọng về chọn lọc tự nhiên và việc sinh vật biến đổi theo thời gian như thế nào. Một lầm tưởng thường thấy khác lại liên quan đến mối quan hệ giữa con người và loài vượn, bao gồm một nhóm linh trưởng như là Godzilla, đười ươi, tinh tinh. Họ cho rằng nếu thuyết tiến hóa là đúng, con người phải là hậu duệ trực tiếp của loài vượn. Vượn phải thay đổi, từng bước một trở thành người. Tiếp theo đó, họ sẽ cho rằng nếu vượn biến hình thành người, vượn sẽ chẳng còn tồn tại nữa. Dù có rất nhiều kẽ hở trong suy luận này, điều cơ bản vẫn là việc loài người không hề tiến hóa từ vượn. Điều này không đồng nghĩa với việc người và vượn không liên quan đến nhau. Nhưng quá trình tiến hóa không phải là một đường thẳng dọc từ trên xuống. Loài này không biến thành loài khác, tiến hóa phải quay ngược về từ hai loài khác nhau cho đến khi nguồn gốc của chúng hợp lại là một. Cuối cùng, con người có 5 giác quan. Hầu hết chúng ta đều đồng tình rằng con người có 5 giác quan. Hẳn là vậy, vì nếu không, bộ phim nổi tiếng về một cậu bé có khả năng nhận ra những điều huyền bí đã chẳng được đặt tên là giác quan thứ 6. Hàng ngày, chúng ta sống dựa trên khả năng nhìn, nghe, nếm, ngửi và chạm. Tất cả những giác quan đó đều cực kỳ quan trọng và đặc biệt. Cuộc sống của con người sẽ khó khăn gấp bội nếu như thiếu một trong 5 giác quan trên. Tuy vậy, sự thật không phải là tất cả mọi người đều đồng tình với con số 5 đó. Họ cho rằng đó chưa phải là con số giác quan chính xác để nói về cách thức chúng ta nhận biết thế giới xung quanh. Một số chuyên gia đã bỏ công nghiên cứu sâu sắc về những giác quan của con người và cho ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng con người thực chất chỉ có 3 giác quan chính. Một số người khác lại mạnh dạn liệt kê số giác quan lên đến hơn 1.000. Tóm lại, cần nhìn nhận rằng không có một cách đơn lẻ, logic nào để khẳng định về các giác quan sẽ là không mấy hợp lý khi đưa ra những phân tách giữa các giác quan khi trên thực tế chúng ít nhiều hòa trộn vào nhau. Giống như màu sắc của thức ăn hay âm thanh trong một nhà hàng sẽ gây tác động tới vị giác của bạn.
Điều này cũng lý giải câu chuyện về rừng mơ. Những người lính thường tưởng tượng đến hình ảnh của những quả mơ, nhưng chính vị giác của họ mới là thứ khiến họ thèm thuồng và thúc đẩy họ đi nhanh hơn nữa. Bởi vậy, nếu bạn hoàn toàn có thể nhận thức đầy đủ về thế giới quan xung quanh bạn, hãy chỉ cần vui vẻ và tận hưởng cuộc sống của mình. Dù bạn có 3, có 5 hay có hàng nghìn giác quan đi chăng nữa, thì bạn vẫn là con người đầy đủ và hạnh phúc nhất trên thế giới này. Qua bài viết này, mình mong các bạn sẽ nhận ra các quan niệm sai lầm và nhìn nhận kỹ hơn về nó. Và vì có rất nhiều quan niệm sai lầm, nên khi bạn tin vào nó thì cũng đừng lo, chuyện bình thường thôi. Và hỡi những thính giả của Spy Room, các bạn có những quan niệm sai lầm như thế này không? Hãy nói cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!